áp do quyền Phi Ly Kia, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này. Dưới chân ông Gamaliel, tôi đã được giáo dục để giữ luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt hành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. Tôi đã bắt bớ đạo này, không ngần ngại với kẻ theo đạo, đã đóng thuyền và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, như cả vị thượng đế lẫn toàn thể hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị cho thư giới thiệu với anh em ở Đa Mát, và tôi đi để bắt trói những người ở đó, giải về Jerusalem trừng trị. Đang khi tôi đi đường và đến gần Đa Mát, thì vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: Sa-un, Sa-un, tại sao người bắt bớ ta? Tôi đáp: Thưa Ngài, Ngài là ai? Người nói với tôi: Tôi là Giê-xu Na-za-rết mà ngươi đang bắt bớ. Những người cùng đi với tôi không thấy có ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng đó đã nói với tôi. Tôi nói: Lạy Chúa, con phải làm gì? Chúa bảo tôi: Hãy đứng dậy, đi vào Đa Mát. Ở đó có người ta sẽ nói cho anh biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho anh phải làm. Vì ánh sáng chói lọi kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Đa Mát. Ở đó, ông Catania, một người sùng đạo, sống theo lời luật và được mọi người Do Thái ở Đa Mát chứng nhận là tốt. Ông đến, đứng bên tôi và nói: Anh Sa-un, anh thấy lại đi. Ngay lúc đó tôi thấy lại và được nhìn ông. Ông nói: Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn ông để anh được biết ý muốn của người, được thấy đấng công chính và nghe tiếng từ miệng đấng phán ra. Quả vậy, anh sẽ làm chứng cho đấng anh, cho đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh ấy đã thấy và đã nghe. Vậy bây giờ anh còn chần chừ gì nữa? Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh người. Đó là lời Chúa. Thank you.
Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa. Một hôm Đức Giêsu tỏ mình ra cho nhóm 11 và nói: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hà, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn và dù cố nhằn thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý bà chị em, ở những lần mà anh em phải đi khắp tứ phương thiên hà và giảng tin mừng, có lẽ lòng của chúng ta là chúng ta thử coi lại trong Kinh Thánh như thế nào. Cái đồng từ đi ấy, anh chị, cái đồng từ đi để mà chúng ta nghe anh em phải đi đó, mời gọi chúng ta thứ nhất là phải ra khỏi chính mình, ra khỏi chính mình. Chúng ta thấy cái đồng từ này ấy, trong Kinh Thánh nó xuyên suốt, xin chút là trong Kinh Thánh và chỉ được trong này. Đầu tiên là Thiên Chúa phán với Abraham: hãy đi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho. Rồi cái lời này được Thiên Chúa cũng lặp lại cái lời đó cũng được 3 lần nữa với Môsê. Với Môsê, khi mà Môsê được sai đi qua bên Ai Cập đó, Môsê do dự và có bộ có muốn đi thì chúng nó đi, ta sai ngươi đến gặp Pha-rô. Rồi chúng ta cũng thấy là Chúa cũng nói lời này với các môn sứ trong Giê-rê-mi-a thì chúng ta thấy: ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Nó là ta sai ngươi đi đâu thì ngươi cứ đi. Và anh chị em thân mến, hôm nay trong tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa cũng nói điều đó với tất cả chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta mở rộng trái tim mình với toàn thể thế giới. Giống như Thánh Teresa hay đồng Giê-xu, có thể nói Ngài đã mang cả thế giới vào cuộc lời cầu nguyện của Ngài, mặc dù chỉ ở trong tu viện. Nhưng mà ngày mai cả thế giới vào trong lời cầu nguyện của Ngài. Hôm nay tôi hỏi Chúa muốn con đi đâu? Thưa Chúa, đi đến với ai? Tình yêu của Thiên Chúa đi vào tâm hồn chúng ta và chất vấn chúng ta điều đó. Ngài xa chúng ta ra đi để hướng ra bên ngoài, đi ra bên ngoài mình, ra khỏi chính mình, hướng về vùng ngoài đi, mở rộng các ranh giới của tâm hồn chúng ta. Chúa Giêsu nói các tông đồ đến khi về trời, Ngài đã gặp họ, kêu gọi họ, tập hợp họ lại và Ngài đã mặc khải cho họ tình yêu của trái tim Ngài. Và bây giờ Ngài sai họ đi để loan báo tin mừng, Ngài sai họ đi để công tác và truyền và việc truyền giáo. Các thế hệ tương lai sẽ biết rằng Thiên Chúa yêu thương họ nhờ chứng nhân của các tông đồ. Mỗi thế hệ nhận được từ Thiên Chúa sứ mạng truyền đạt tình yêu của Người cho thế hệ tiếp theo. Thiên Chúa có thể cứu từng cá nhân chỉ bằng cách nói tâm hồn của họ và không cần thông qua những lời của người khác, chắc chắn chúng ta được điều đó. Nhưng chúng ta biết Chúa dừng lên chúng ta với bản chất của chúng ta, mang trong mình một cái tính của chúng ta, nó là tính xã hội ở trong chúng ta. Chúng ta cần người khác, người khác cần chúng ta cần nhau và chúng ta mưu cầu hạnh phúc với nhau, không thể một mình được. Nên cái điều đó mời gọi chúng ta phải thông truyền
cái truyền thông truyền và tương quan là một phần của con người. Chúng ta thông truyền cuộc sống, chúng ta thông truyền giáo dục và cái ngôn ngữ, cái tầm quan trọng của gia đình và tình bạn. Như vậy thì chúng ta như là một con người độc nhất và Ngài yêu thương mỗi người chúng ta một cách cá nhân. Nhưng Ngài kêu gọi chúng ta hiệp thông, đó là lý do tại sao Người tỏ mình ra cho chúng ta và cứu chúng ta không phải như những hòn đảo bơ vơ, không phải như hòn đảo bơ vơ, nhưng mà như một cộng đồng, như một cộng đoàn, Ngài gợi gọi để cứu chúng ta như một cộng đoàn, một dân tộc liên kết với nhau như những mắt xích trong một sợi dây chuyền. Do đó mọi người chúng ta đều được Thiên Chúa kêu gọi cộng tác vào công trình của Ngài đang thực hiện trong tâm hồn anh chị em chúng ta. Ngài biến chúng ta thành những tân gian cho ơn cứu độ của Ngài, giống như bài đọc một và chúng ta thấy ông Phaolô được Chúa chỉ định đến gặp ông Canania. Chúa sự ông Phaolô đến gặp và chúng ta thấy ơn tâm đồ đã xảy ra, ơn tâm đồ đã xảy ra. Chúng ta xin Chúa là Chúa, xin cho chúng con biết cách loan báo Chúa bằng lời nói, bằng hành động, bằng đời sống của chúng con. Ước gì tình yêu của Chúa đã đặt trong trái tim con, tỏa sáng chung quanh con. Và bởi vì Chúa biết đâu là điểm yếu của con và ước muốn theo Chúa của con, xin gửi lên trong con, xin gửi lên trong con ơn biết làm chứng cho Chúa, biết sống cho ơn gọi và rao giảng tình yêu của Chúa, để chúng con có thể tiến về phía trước với Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con quyết tâm ngày hôm nay chúng con có thể nói hoặc là cầu nguyện hoặc là hành động cho một ai đó về Chúa.